Hội nghị đã thông qua báo cáo tờ trình số 94 ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Nhai về việc xin ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2020-2025 và 2021-2026 và giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Đồng thời tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo huyện nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2026-2031.